Xin chào các bạn, hôm nay công ty cổ phần xây dựng Phú Kiến Hưng xin giới thiệu sơ lược đến các bạn về sản phẩm con tiện lục bình bê tông ly tâm đang rất được quan tâm và tin dùng để làm lan can, hành lang, cầu thang hay ban công trong thiết kế kiến trúc xây dựng nhà ở hoặc các công trình hiện nay. Một thiết kế kiến trúc thành công khi nó đáp ứng được mục đích xây dựng cũng như thỏa mãn tính thẩm mỹ và tiện nghi cần thiết. Còn về một ngôi nhà đẹp và hoàn hảo thì đương nhiên bố cục của ngôi nhà là quan trọng nhất. Không những mẫu thiết kế phải hài hòa mà còn phải giúp tôn lên giá trị cảnh quan ở trong lẫn ngoài ngôi nhà. Nói về những thiết kế để trang trí nội ngoại thất thì không thể thiếu lan can, hành lang, cầu thang hay ban công, vì chúng không chỉ góp phần giúp nâng cao tính thẩm mỹ mà còn làm cho ngôi nhà trở nên chắc chắn và bền vững hơn. Với đa dạng về kích thước và mẫu mã sản phẩm, chúng tôi tự hào giới thiệu đến các quý khách hàng cũng như chủ đầu tư về lục bình con tiện bê tông ly tâm trong thiết kế kiến trúc trang trí được ưa chuộng nhất hiện nay. Vì nó không chỉ đẹp đa dạng về mẫu mã và kích thước từ bên ngoài mà nó còn có độ bền vượt trội từ bên trong. Đặc biệt, nó có giá thành thấp hơn so với các chất liệu khác cùng ứng dụng. Vì vậy, khi nhắc đến trang trí nội ngoại thất cho ngôi nhà và các công trình hiện nay, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến sản phẩm con tiện lục bình bê tông ly tâm. Con tiện lục bình bê tông ly tâm được sản xuất từ chất liệu bê tông đã được qua kiểm định chất lượng, sau đó cho vào khuôn mẫu có sẵn và áp dụng công nghệ máy quay ly tâm tốc độ cao, làm cho các nguyên liệu bên trong trụ lục bình được nén chặt vào nhau, cộng thêm 3 sợi sắt đối xứng bên trong giúp tăng khả năng chịu lực lên gấp nhiều lần, thách thức được mọi tác động từ bên ngoài, luôn cả thời tiết khắc nghiệt nhất, luôn đảm bảo độ bền trong suốt quá trình sử dụng. Ưu điểm khi sử dụng lục bình bê tông ly tâm với chất liệu là bê tông thì giá thành rẻ là ưu điểm lớn nhất so với một số sản phẩm cùng thiết kế. Ngoài ra, điểm nổi bật là độ nhẵn bóng bên ngoài giúp tiết kiệm chi phí sơn, thay đổi màu sơn dễ dàng phù hợp với tất cả màu sắc, mà nổi trội nhất là sơn giả sứ, sơn giả đá, sơn giả gỗ. Nó còn có khả năng chống bám bụi bẩn, không rỉ sét, không gây ô nhiễm môi trường, chịu được lực tốt, bền vững trường tồn với thời gian. Đến với công ty chúng tôi, luôn cập nhật xu hướng mới nhất, cho ra các sản phẩm không những bền đẹp mà còn hiện đại, phù hợp với tất cả kiến trúc xây dựng từ đơn giản đến cầu kỳ phức tạp, luôn mang đến cho quý khách hàng cũng như chủ đầu tư mẫu mã đa dạng phong phú, từ kích thước nhỏ đến kích thước to, hoa văn đơn giản đến tinh xảo lạ mắt. Mỗi ngày sẽ là một tác phẩm mới, không gây nhàm chán, để quý khách có thể thoải mái lựa chọn đến với chúng tôi để thỏa sức lựa chọn cho mình những mẫu mã sản phẩm theo đúng sở thích phong cách cá tính của mỗi người. Sự lựa chọn chính xác và phù hợp sẽ cho quý khách một ngôi nhà hoặc một công trình đẹp và hoàn hảo nhất. Để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm và đặt hàng, quý khách vui lòng liên hệ 0902 644 388 hoặc 0961 87 1287. Xin chân thành cảm ơn.